Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp, pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau một số thông tin liên quan tới việc tăng bước chuẩn trợ cấp người có công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đề xuất thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tăng bước trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng một tháng lên 2.655.000 đồng một tháng. Tại điều 3, Nghị quyết số 104 năm 2023 của Quốc hội quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 năm 2018 của Trung ương, điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn liền với lương cơ sở. Điều này đồng nghĩa khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương thì trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng sẽ tăng lên. Liên quan đến nội dung này thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thêm 29,2% từ mức 2.055.000 đồng một tháng lên mức 2.655.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, để xác định được mức trợ cấp ưu đãi người có công tăng lên bao nhiêu thì phải chờ có hướng dẫn chi tiết các văn bản sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nghị định số 75 năm 2021 của chính phủ và nghị định số 55 năm 2023 của chính phủ. Hiện nay, theo quy định tại nghị định số 55 năm 2023 của chính phủ thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng một tháng. Bước chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Những đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng bao gồm Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày cận vệ tháng 8 năm 1945 Liệt sĩ, bạn bè Việt Nam anh hùng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đầy, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn một số thông tin liên quan tới đề xuất tăng bước trợ cấp người có công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc nhiều vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé